Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đề tài ân điển. Chúng ta đã lượt qua những cái đề tài về ân điển ở trong Kinh Thánh. Đầu tiên, cái bài đầu tiên thì chúng ta học là ân điển là một thân vị. Sau đó chúng ta biết rằng ân điển đang hành động. Ân điển là một thân vị và thân vị đó hành động trên các môn đồ. Ngày hôm nay chúng ta học về tin lành ân điển. Nói đến tin lành là phải nói tin lành ân điển. Còn nếu mà tin lành ân điển không có ân điển thì không phải là tin lành. Ngày hôm nay rất là nhiều người giảng một tin lành ân điển, nhưng mà khi mà người ta tin Chúa rồi thì buộc người ta phải làm. Nếu không làm thì coi như mất sự cứu rỗi. Thì như vậy nó không phải là tin lành. Phải nói là tin lành là phải là tin lành ân điển, và là ân điển thuần túy. Nói một cách ngắn gọn là chúng ta được cứu bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Trước đó và sau đó cũng vậy. Trước đó chúng ta đã từng phạm tội, chúng ta tin Chúa tha hết tội cho chúng ta được cứu. Rồi sau khi chúng ta tin xong rồi, nếu chúng ta phạm tội, chúng ta vẫn được cứu. Bởi vì nó không lệ thuộc vào hành vi chúng ta, mà lệ thuộc vào giá mà Chúa Giêsu trả hết trên thập tự giá cho chúng ta, và tội lỗi chúng ta được trả hết từ quá khứ đến tương lai. Cho nên chúng ta chỉ bởi đức tin mà được cứu. Chứ không phải là bởi sau khi tin rồi chúng ta làm một cái việc gì đó nữa thì mới được cứu. Mà Phao-lô đã từng viết thư cho các hội thánh như là Corinto, như là Epheso, như là Galati, như là Roma. Bởi vì ông ngăn chặn những người Giu-đa đến, buộc anh em phải làm phép cắt bì, phải giữ luật pháp thì mới được cứu, còn nếu không thì không được cứu. Họ nghĩ như vậy, họ dạy như vậy. Cho nên Phao-lô phải giảng dạy những vấn đề tin lành, phải sửa họ lại. Cho nên tin lành phải là tin lành ân điển. Ngày hôm nay nếu mà ai hỏi mình giáo phái nào nói là ân điển thì họ xem mình giống như là tà giáo và họ xa lánh mình. Thật ra là xem xét lại, chính họ không phải là tin lành, chúng ta mới là tin lành. Bây giờ chúng ta sẽ xem trong Kinh Thánh nói gì. Chúng ta không nói suông, nhưng mà chúng ta nói Kinh Thánh nói gì. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết là tin lành ân điển. Trong Công vụ đoạn 14 câu 3, thầy sẽ đọc Công vụ các đoạn 14 câu 3. Dù vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại đó khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và ân điển. Bản dịch mình là đức tin nhưng mà là ân điển trong Chúa. Và Chúa dùng tay hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Phao-lô và Si-la được Chúa dùng để mà làm những phép lạ dấu kỳ, để làm chứng về đạo ân điển của Ngài. Đạo là phải đạo ân điển của Ngài. Mà đạo ân điển của Ngài là được chứng tỏ bằng dấu kỳ phép lạ. Tối hôm qua ở Hội Thánh Corinto có một cái phép lạ xảy ra. Một dấu kỳ phép lạ xảy ra. Và mọi người đều được tham dự, mọi người được chứng kiến cái phép lạ đó. Tối hôm qua khi mà thầy nhóm với anh chị em ở Củ Chi, đạo ân điển của Ngài, khi mà quyền lực của ma quỷ nó bắt đầu lộ diện, thì thầy không làm giống như trước. Trước đây là cứ phải kêu người ta tỉnh lại, rồi bởi người ta ăn năn rồi mình mới đuổi đi. Không, bây giờ coi như là hễ mà quỷ nó lộ ra là coi như tra vấn nó xong đuổi nó đi thôi, chứ không có cái chuyện mà kêu người ta trở lại rồi ăn năn xưng tội này kia rồi đuổi nó đi. Đây mình cứ việc bởi đức tin mà mình tin là người này được sư tha thứ tội lỗi rồi, bây giờ đuổi nó đi là nó đi thôi, chứ không có cái chuyện mà kêu dậy rồi ăn năn này kia, rất là phức tạp, rất là mệt mỏi. Và trong Kinh Thánh Chúa Giêsu đã từng đuổi quỷ, Ngài chỉ nói một tiếng một lời là họ nó đi, chứ đâu phải Ngài nói là ngươi ăn năn đi rồi ta mới đuổi, hoặc là ngươi ăn năn thì ta mới chữa lành, không có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là ở đây Phao-lô nói rõ nha, làm chứng về đạo ân điển của Ngài. À, dùng dấu kỳ phép lạ để làm chứng về đạo ân điển của Ngài. Không phải là tự chúng ta đặt ra cái câu này, mà chính Chúa nói câu này. Một cái câu khác ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 20 câu 24 nói như thế này: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu, mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Đó là bản Kinh Thánh tiếng Việt của mình là tin lành của ơn. Nhưng mà tin trong bản Kinh Thánh tiếng Anh thì nó là tin lành của ân điển Đức Chúa Trời.
Đó là cái bằng chứng thứ hai mà Phaolô nói. Phaolô nêu đích danh là tin lành của ân điển. Rõ ràng như vậy. Ông nói rằng là ông không kể sự sống mình là quý. Ông liều mạng. Ông xem thường mạng sống mình. Ông liều mạng, ông dấn thân. Đó. Để ông chạy cho xong cuộc đua mà Chúa kêu gọi ông. Để làm chứng về đạo tin lành ân điển. Về tin lành ân điển của Đức Chúa Trời. Đã nói tin lành phải là tin lành ân điển. Còn nếu mà tin lành mà không ân điển thì đó không phải là tin lành nha quý vị. Không phải tin lành. Nó không đến từ Đức Chúa Trời đâu. Công vụ đoạn 20 câu 32 thì nói gì? Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và giao cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có quyền gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Câu này á, tiếng Việt mình dịch trong cái bản Kinh Thánh cũ nó không có đúng. Nếu mà quý vị coi những cái bản Kinh Thánh mới, bản dịch mới giống như là bản dịch mới, bản dịch của Nguyễn Văn Báo nha, bản dịch Hiểu Đính vân vân, thì cái câu này không phải là đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em. Bây giờ tôi giao phó cho anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, cho đạo của ơn Ngài, đạo của ân điển, đạo của ân điển nha quý vị. Giao phó cho Đức Chúa Trời và giao phó cho đạo của ân điển. Rồi gì nữa? Là giao phó cho đấng, tiếng Việt dịch cái bản cũ không? Giao phó cho đạo đó. Là giao phó cho đạo đó và đạo đó có quyền gây dựng và ban gia tài cho anh em chung hết thảy những người được nên thánh. Có quyền gây dựng và ban gia tài cho anh em chung hết thảy với những người được nên thánh. Để thầy lấy một cái bản dịch ở trong bản dịch khác để chúng thầy đọc luôn cái câu này cho anh em. Anh em thấy hình không ạ? Trong bản dịch cũ của mình đó, là bây giờ tôi giao phó cho anh em, cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài nha, nhớ đạo của ơn Ngài, đạo của ân điển Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung hết thảy, giao phó cho đấng. Nhưng mà cái câu này là không có chính xác nha. Cái câu dưới này bản dịch truyền thống Hiểu Đính nè, người ta hiểu đính cái bản ở trên này. Bây giờ tôi giao phó cho anh em, cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của Ngài. Thấy chưa? Người ta viết rất rõ nha, bản dịch mà coi như là truyền thống Hiểu Đính đó. Đạo ân điển của Ngài là đạo có thể gây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em. Thấy chưa? Nghĩa là tin lành ân điển đó, đó, đạo ân điển đó có quyền gây dựng và ban gia tài cho anh em. Khi mà mục sư giảng về lời ân điển, giảng về đạo ân điển, giảng về tin lành ân điển, thì cái quyền năng của cái đạo đó gây dựng người ta, không phá đổ người ta. Nếu mà ai mà đến giảng một cái tin lành không ân điển, tin lành bởi việc làm, là một tin lành phá đổ đức tin của người ta. Và rõ ràng như vậy, chúng ta đã từng thấy nhiều hội thánh vậy. Giảng một tin lành không phải là ân điển, họ cứ dùng tội lỗi ra để họ hăm dọa dân sự. Họ nói nếu phạm tội thì sẽ hư mất địa ngục. Ghét anh em mình là giống như tội giết người, họ nói như vậy. Họ nói như vậy, giống như tội giết người. Thế là người ta sợ hãi, người ta run rẩy, người ta không còn dám đến gần Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì mình ghét anh em mình lỡ ghét anh em mình giống như tội giết người, mình không được cứu rỗi. Họ giảng như vậy. Rất là nhiều người khi nghe một sư giảng xong về buồn thảm, mất hết cả đức tin. Bởi vì ông chỉ tội nặng nề quá, mình không làm được. Hoặc là ông nói rằng phải đi giảng tin lành, phải đi rao truyền tin lành. Ai không rao truyền tin lành thì Chúa nói rằng là ta không biết ngươi. Thế là coi như người ta cảm thấy người ta đi làm suốt một ngày về lo gia đình này kia vân vân vân, người ta không có cơ hội đi giảng tin lành, người ta không có khả năng để người ta giảng. Thì người ta lại nghĩ mình là thôi chắc kiểu này là mình không có bảo đảm chắc chắn mình đi lên thiên đàng, mình chắc chung số phận với những người đi xuống địa ngục. Cho nên là giảng một cái tin lành mà phá đổ nhà người ta. Nhưng mà Kinh Thánh ở đây nói là đạo ân điển của Ngài là đạo có thể gây dựng người ta, gây dựng đức tin người ta. Khi người ta nhìn thấy ơn của Chúa một cách rõ ràng, người ta thấy tất cả những công việc của Chúa làm cho cuộc đời của người ta, người ta sung sướng quá. Người ta không phải làm mà người ta nhận lãnh nó, người ta sung sướng quá. Lúc bây giờ người ta được gây dựng lên để người ta sống một đời sống tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời, chứ không mặc cảm, sợ hãi và tội lỗi đến nỗi mà người ta lìa xa Đức Chúa Trời. Cho nên đạo có quyền năng gây dựng cuộc đời của chúng ta. Mà không những đó, đạo còn ban cơ nghiệp cho anh em.
Đạo còn ban cơ nghiệp cho anh em. Nghĩa là khi mình giảng một tin lành ân điển thì người ta có thể nhận được cơ nghiệp từ Đức Chúa Trời. Trong Roma nói là chúng ta được ăn gia tài là bởi đức tin chứ không phải là bởi việc làm. Chúng ta được ăn gia tài, được hưởng gia tài của Đức Chúa Trời là bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Kinh Thánh nói rõ ràng như vậy. Chúng ta lấy thế gian này làm cơ nghiệp là bởi đức tin chứ không phải bởi là việc làm theo luật pháp, có nghĩa là tôi phải tốt lắm thì Chúa mới ban phước cho tôi, không phải vậy. Kinh Thánh nói rất rõ, một người mà giảng đạo ân điển của Ngài thì chính cái đạo đó đó gây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa. Trong bản dịch 2011 là bản dịch cũng khá mới. Bây giờ tôi phó thác anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ân sủng Ngài. Đó, người ta dịch một người, số người dịch là ân sủng nha. Là đạo có thể gây dựng anh chị em và ban cho anh chị em cơ nghiệp. Thấy chưa ta? Đạo đó đó, chính cái đạo đó có thể gây dựng anh chị em. Giảng một tin lành ân điển là giảng về lời quyền phép. Lời đó có gây dựng được người ta và ban cơ nghiệp cho người ta. Trong bản dịch mới thì nói gì? Bây giờ tôi giao thác anh em cho Chúa và cho đạo ân sủng của Ngài, là đạo có khả năng gây dựng. Khả năng gây dựng và đem lại cho anh em cơ nghiệp giữa các thánh đồ. Trong bản phổ thông thì nói gì? Bây giờ tôi giao phó cho anh em cho Thượng Đế và cho sứ điệp ân phúc của Ngài. Sứ điệp ấy sẽ thêm sức và giúp anh em. Thấy rồi, sứ điệp ấy chứ không phải đấng nha. Không phải đấng nha. Không phải đấng. Phó cho đấng có thể gây dựng. Nếu mà chúng ta hiểu đấng thì cũng đúng thôi. Thật ra gì? Ân điển là chính là Chúa. Ân điển chính là Chúa Giêsu. Chúng ta giải thích ân điển là một thân vị. Thì như vậy là khi chúng ta giảng ân điển có nghĩa là chính ân điển sẽ gây dựng và ban gia tài cho người ta. Đấy. Rồi. Chúng ta tiếp tục. Bởi vì chúng ta nói thì chúng ta phải có bằng chứng của lời của Đức Chúa Trời. Thầy đã tra xem tất cả những lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để chúng ta khẳng định rằng tin lành phải là tin lành ân điển. Trong Galati đoạn 1 câu 6 thì nói rằng: tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng anh em bởi ơn của Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi ơn của Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo một tin lành khác. Ông Phaolô ông quở trách hội thánh Galati. Ông nói tôi lấy làm lạ anh em đã vội vàng bỏ gì? Đấng gọi anh em. Anh em đã vội vàng bỏ đấng cái khỏi anh em. Ông không nói là bỏ tin lành ân điển mà là bỏ đấng gọi anh em mà đi theo một tin lành khác. Bỏ đấng gọi anh em bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà đi theo một tin lành khác. Chúng ta thấy rõ ràng Kinh Thánh cho chúng ta biết ở đây là ai mà bỏ tin lành của ân điển thì người đó bỏ đấng đó, bỏ đấng gọi người đó. Chúa gọi chúng ta bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm. Chúa không nói rằng ơ ngươi làm đi ta cứu ngươi, không. Chúa nói là ta làm hết, bây giờ con tin ta cứu con. Đơn giản như vậy. Chứ không phải là Chúa gọi chúng ta mà biểu là làm đi xứng đáng đi rồi ta mới cứu, không. Bởi ân điển Chúa nói ta làm, con tin, con nhận lãnh. Nhưng mà ai bỏ tin lành ân điển thì người đó bỏ đấng mà gọi mình. Và cái nan đề của hội thánh Galati đó là đi theo những cái người kia và biểu cắt bì để mà coi như là được cứu, còn nếu không cắt bì thì không được cứu. Rồi trong một cái chỗ khác trong công vụ các sứ đồ thì coi như là những người Do Thái đã tin Chúa lại bắt người ngoại là phải là cắt bì, rồi còn làm luật pháp, làm theo luật pháp của Môi-se, làm theo những luật pháp của Môi-se theo những điều răn đó. Rồi trong Galati đoạn 5 câu 4 thì nói thêm cho chúng ta biết rằng anh em thảy đều muốn cậy luật pháp được xưng công bình thì lìa khỏi đấng Christ và mất ân điển rồi. Anh em mà cậy luật pháp cho được xưng công bình có nghĩa là nghĩ rằng là bây giờ là tôi tin Chúa rồi, bây giờ tôi phải làm sao làm lành lánh dữ để tôi được xưng công bình, còn không thì tôi là một tội nhân đấy, mà không biết mình đã được xưng công bình rồi. Được xưng công bình không phải bởi việc làm của mình và bởi Đức Chúa Trời. Cho nên nếu ai mà cậy luật pháp để được xưng công bình, hay nói đơn giản là để được phước, cậy được làm được theo luật pháp để được phước, để được Chúa chấp nhận, để được phước, thì Chúa nói là người ấy sao? Người ấy là lìa khỏi đấng Christ. Lìa khỏi đấng Christ và mất ân điển. Ngộ vậy đó.
Nếu chúng ta hiểu cho kỹ lưỡng, Chúa làm hết rồi, ta làm hết cho con rồi, con chỉ tin con nhận thôi. Mà bây giờ con tự con làm, như vậy là con đã từ chối ta rồi. Con từ chối ta rồi. Ta đã làm hết cho con, ta hy sinh một cách đau đớn, một cách nhục nhã trên thập tự giá. Ta trả hết giá cho con để con nhận được phước lành mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Abraham. Ta đã bị rủa xả, ta nên sự rủa xả vì cớ con rồi. Để rồi con được tha thứ tội và được nhận lãnh phước lành. Bây giờ bởi đức tin mà con nhận lãnh thôi. Nhưng mà nếu mà con từ chối, con là dựa vào việc làm của mình, có nghĩa là con từ chối cái sự hy sinh của ta. Và Kinh Thánh nói là lìa khỏi Đấng Christ và mất ân điển, mất luôn cả ân điển luôn. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 nói rằng là và ấy là nhờ ân điển mà anh em được, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự ban cho nha quý vị. Chúng ta được cứu là ban cho. Món quà của sự cứu rỗi đó là món quà của Đức Chúa Trời dành cho con người, không phải do việc làm, không phải do xứng đáng của con người. Và thậm chí câu kế tiếp nói hầu cho không ai khoe mình, không ai khoe khoang hết. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người khoe khoang lắm. Nhiều người mà làm được gì cho Chúa này kia hay khoe, tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia. Còn những ai mà coi như là yếu đuối thì hay chê phê phán chỉ trách người ta. Cho nên chúng ta biết rằng là Chúa nói rằng là chúng ta bởi đức tin được cứu chứ không phải là bởi việc làm. Và ấy là nhờ ân điển và bởi đức tin, ân điển dành sẵn cho chúng ta, và chúng ta chỉ tin được cứu chứ không phải là chúng ta làm. Chúng ta làm để chúng ta được cứu. Nếu là làm thì không phải là ân điển nữa. Chúa nói là người làm công thì đáng được tiền lương của mình. Hoặc là Chúa nói rằng là coi như là tiền công không phải là ơn mà là nợ. Tiền công không phải là ân huệ đâu, mà là nợ. Ví dụ như quý vị mà làm việc cho ai đó, đến cái kỳ mà người chủ trả lương đó, không phải là ông chủ ông ban ơn cho quý vị đâu, mà là ông chủ phải trả nợ cho quý vị đó. Ông nợ quý vị cái việc làm của quý vị đó. Tiền công không phải là ơn huệ mà là nợ. Cho nên nếu chúng ta làm việc mà chúng ta mong được phước của Chúa đó, thì cái đó là giống như chúng ta đòi nợ Chúa vậy đó, chứ không phải là chúng ta lấy ân điển của Chúa, chúng ta nhận lãnh ân điển của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 nói vậy, là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Rồi trong Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu 9 thì ông khẳng định thêm, ông nói rõ thêm: anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình. Chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình. Vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt. Chớ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy. Tại sao có cái vụ mà nhờ đồ ăn? Tại vì có một số người Do Thái họ đến họ bắt người ngoại, hoặc là họ tranh luận với nhau rằng là phải ăn cái này, không được ăn cái kia. Nếu mà ăn cái kia là ô uế, là không sạch, là hàm ý họ nói là mất sự cứu rỗi, làm cho người ta hoang mang, người ta dao động. Nhưng mà Kinh Thánh Hê-bơ-rơ nói là đừng để cho mọi thứ đạo lạ, đó là lạ, đó là đạo lạ. Cho dù cái đó là đạo của cũ ước đi nữa, thì nó sẽ trở nên lạ đối với lại Tân ước. Bởi vì Tân ước hoàn toàn thuần túy được cứu bởi đức tin, hoàn toàn được phước là bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Còn cũ ước là bởi việc làm. Đấy. Đối với người ngoại, khi họ tin Chúa, họ đã học biết về Chúa, và bây giờ bất kỳ một điều gì đó khác biệt với lại tin lành thì ông Phao-lô nói đó là đạo lạ. Và chúng ta thấy ở đây ông khuyên này nè: chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình. Nhiều người giáo sư đến giảng dạy, nêu luật pháp ra, nêu cựu ước ra, khuyên dỗ người ta, dụ dỗ người ta. Đây. Nếu mà chúng ta nghe giảng mà có cái màu sắc nào của luật pháp thì chúng ta giận liền. Màu sắc luật pháp. Chúng ta có thể học cựu ước, không phải là chúng ta từ bỏ cựu ước. Nhưng mà mục đích của chúng ta học cựu ước là chúng ta nhìn thấy được cái hình bóng của Tân ước. Bởi vì Tân ước có những điều màu nhiệm mà muốn hiểu được là phải học cựu ước. Đấy. Ví dụ như cái việc mà Chúa Giê-xu hy sinh để đền tội cho nhân loại, cái đó không phải dễ hiểu, bởi vì nó khó, nó là màu nhiệm.
Nó là một cái sự mầu nhiệm, nói đơn đơn không thể hiểu nổi. Giống như chúng ta đi ra mà chúng ta giảng tin lành, chúng ta nói Chúa Giêsu hy sinh đền tội cho anh chị và mọi người, thì người ta sẽ trả lời như thế nào? Nếu người ta không được cái sự mặc khải sống hiểu biết, thì người ta nói ổng chết kệ ổng chứ liên quan gì đến tôi, ổng đền tội ổng chứ là đền tội gì tôi. Người ta sẽ hiểu như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta học Cựu Ước thì Cựu Ước đất nói rất rõ là những con chiên, những con sinh tế để đền tội cho người ta và được thực hiện đập đi lặp lại hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng kỳ, lễ. Và cứ lặp đi lặp lại, nó dần dần nó in vào trong trí người ta. Người ta có một cái sự hiểu biết đó rằng là cần có một sự thay thế. Khi tội của chúng ta phạm thì cần có một sự thay thế. Và người ta tin cái điều đó, người ta chấp nhận cái sự thay thế đó. Ngày hôm nay đối với những người mà chúng ta giảng tin lành cho họ, họ không chấp nhận cái sự thay thế đó. Họ cứ tự hào, họ khoe khoang nói rằng ô tôi làm lành dữ này kia. Hoặc là có người nói ơ tôi tội thì tôi đáng bị trừng phạt, tôi không có cần sự thay thế nào. Thầy gặp nhiều người như vậy. Mình nói rồi sẽ phải đi xuống địa ngục. Họ nói ơ đi địa ngục thì đi. Họ không chấp nhận điều. Họ không hiểu Cựu Ước, họ không biết Cựu Ước. Cựu Ước đã dạy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại để cái điều đó nó trở thành nhận thức sâu nhiệm, ghi nhớ luôn. Chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình, anh chị em nhớ. Vì lòng nhờ ân điển được vững bền, lòng nhờ ân điển được vững bền, hay chưa? Nếu anh em mà dầm thấm trong ân điển, hiểu được ân điển, kinh nghiệm được ân điển thì anh em vững bền. Không có ai mà dỗ dành anh em được hết. Không có ai dỗ dành anh em được hết. Từ ngày mà thầy đi nhận biết về ân điển, đi theo ân điển và học biết về ân điển, bây giờ đi ngồi nghe mấy ông mục sư mà giảng, thậm chí là nổi tiếng luôn đó, không thể nghe được, không thể chấp nhận được, dù là tiếng tâm của ông là như thế nào đi nữa, không thể chấp nhận được. Ông giống như một sứ giả, một sứ giả của giao ước cũ vậy, chức vụ của giao ước cũ vậy. Giống như Môi-se, chức vụ của giao ước cũ cũng vinh hiển, cũng hào quang, cũng tỏa sáng vậy đó. Nhưng mà là chức vụ của giao ước cũ là chức vụ mang lại sự chết. Cho nên là ông có nổi tiếng với những người nào đó, nhưng mà đối với mình thì mình thấy hình như là ông đang giảng về một chức vụ của sự chết, chức vụ của giao ước cũ chứ không phải là giao ước mới. Nó không có ân điển ở trong đó. Nó dựa vào nỗ lực, dựa vào việc làm của con người ta. Cho nên mình không thể chấp nhận được khi lòng của mình đầy dẫy ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên dù ông thuyết giáo rất là hay, ông thuyết minh rất là hay, ông dùng những lý luận này kia rất là hay, nhưng mà mình thấy nó không ổn, không ổn chút nào. Ông trích dẫn những câu kinh thánh trong Cựu Ước lẫn trong Tân Ước luôn, nhưng vẫn thấy không ổn chút nào, bởi vì ông trích dẫn và ông giải thích một cách sai, gọi là cượng giải kinh thánh. Cượng giải kinh thánh. Lòng nhờ ân điển được vững bền trước các rạo lại. Rồi gì nữa? Chứ không phải đồ ăn bèn là sự không ích chi, không có sự không ích chi cho anh em như vậy. Đấy. Không phải là tôi kiên cử cái này, tôi kiên cử cái kia, rồi tôi làm này làm kia theo luật pháp. Chứ nó không có ích gì, không có ích gì hết. Thậm chí là lìa khỏi Đấng Christ và mất ân điển luôn. Rồi, trong công vụ đoạn 13 câu 43 thì nói gì? Lúc hội đã tan, nhiều người Giu-đa có nhiều người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa đi theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người nói chuyện với họ và khuyên họ cứ vững lòng theo ơn của Đức Chúa Trời. Phao-lô đến thành Bê-rê giảng đạo. Họ nghe Phao-lô giảng, họ lấy sách ra họ tra xem. Sau đó là họ đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Phao-lô nói gì với họ? Phao-lô nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn của Đức Chúa Trời. Cứ vững lòng đi theo ân điển của Đức Chúa Trời. Đừng có sợ, đừng có hạ sợ những cái triết lý, lý luận của người ta lôi luật pháp của ước ra mà cả khuyên dỗ, mà gây cho chúng ta bối rối, hoang mang và sợ hãi. Thậm chí Phao-lô nói ai, kẻ nào mà gây bối rối cho anh em, trong sách Galati, kẻ nào mà gây bối rối cho anh em thì họ tự chặt mình là hơn. Ông nói như vậy. Trong Roma đoạn 4 câu 16, vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài.
Bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài. Hầu cho sự ấy được bởi ân điển. Bởi sự ấy được bởi ân điển mà người ta được ăn gia tài. Ân điển có nghĩa là ân điển đã ban cho chúng ta gia tài rồi. Chính ân điển đã ban cho chúng ta gia tài rồi. Bây giờ bởi đức tin chúng ta nhận thôi. Ân điển là một thân vị và ân điển nó dành gia tài cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tin và chúng ta nhận gia tài đó thôi. Và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham. Mà dòng dõi Abraham là ai? Chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi đức tin của Abraham là tổ phụ của hết thảy chúng ta. Bởi đức tin mà ăn gia tài, đó là điều đó bởi ân điển, hầu cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng họ. Khi chúng ta ăn gia tài là lời hứa được thực hiện chắc chắn. Chúng ta mà từ chối gia tài đó bởi đức tin chúng ta ăn thì đó không phải là lời hứa mà là việc làm, không phải là lời hứa. Chúa hứa rằng là Chúa sẽ ban phước cho Abraham và dòng dõi người. À, dòng dõi ở đây là dòng dõi của Abraham, dòng dõi bởi đức tin. À, hầu cho sự ấy bởi ân điển, để cho lời hứa được trở nên chắc chắn, chắc chắn. Ăn gia tài mà Chúa hứa cho Abraham và dòng dõi người. Mình không ăn là lời hứa đó bỏ. Mình cậy vào việc làm để mình làm, mình được phước hay mình được hưởng gia tài thì cái lời hứa đó bỏ đi. Bởi vì đó là ân điển mà, tin để ăn. Trong Cô-lô-rôn-tô nhì đoạn 8 câu 9 thì nói rằng: vì anh em biết ân điển của Đức Chúa Giê-su Kít chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà anh em được nên giàu. Chúng ta thấy đây là tin lành ân điển đó. Đây là tin lành ân điển đó. Đây là tin lành ân điển. Chúa Giê-xu, tin lành là bao gồm hết tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta khi Ngài ở trên đất này. Khi chúng ta nói tới tin lành là chúng ta nói đến cái việc mà Chúa Giê-xu đã làm tất cả những gì cho chúng ta để chúng ta nhận lấy. Chúa Giê-xu không phải chỉ lên thập tự giá chết để đền tội cho chúng ta thôi. Nhưng mà trong tin lành là bao gồm luôn cả việc mà Chúa Giê-xu sinh ra chỗ máng cỏ, máng cỏ chuồng chiên. Không sinh ra trong cung điện mà sinh ra trong máng cỏ chuồng chiên, không có phải là một nơi tốt đẹp gì. Lớn lên đi giảng đạo thì con cáo có hang, chim trời có ổ, con người không có chỗ gối đầu. Khi chết thì lại chôn trong mồ của người khác. Tại sao mà Đức Chúa Giê-xu phải chịu như vậy? Bởi vì Ngài chịu như vậy đó để cho chúng ta có thể nhận được sự giàu có một cách nhưng không. Đó là ân điển. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 9 là: vì anh em biết ân điển của Chúa Giê-xu Kít chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà anh em được nên giàu. Đó, đó là một phần trong tin lành. Nhờ đó mà chúng ta nhận lấy sự giàu có bởi ân điển. Chứ không phải giống như các mục sư ngày hôm nay giảng rằng là chúng ta phải dâng hiến thì chúng ta mới được giàu. Chúng ta phải dâng hiến mới được giàu. Đó không phải là bí quyết để giàu có. Tôi đã từng nhìn thấy nhiều mục sư giảng như vậy, và chính ông cũng dâng hiến như vậy mà ông vẫn nghèo. Ông vẫn nghèo. Dân sự cũng dâng hiến như vậy và vẫn nghèo. Bởi vì chúng ta nghèo là bởi đức, chúng ta giàu bởi đức tin, không phải là bởi việc chúng ta dâng hiến. Hội thánh đã sai lầm cái chuyện này. Thầy đọc lại nè: vì anh em biết ân điển của Chúa Giê-xu, ân điển của Chúa Giê-xu, Ngài vốn giàu vì thì anh em tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà anh em được nên giàu. Anh em có tin cái chuyện đó hay không? Anh em có tin là Ngài đã trở nên nghèo để tôi được giàu hay không? Rồi anh em nhận định sự giàu có. Đó. Ân điển là gì? Ân điển là không phải việc chúng ta làm, mà ân điển là việc Chúa Giê-xu làm và chúng ta tự nhận là chúng ta hưởng thôi. Chúng ta hưởng, chúng ta tin, chúng ta hưởng thôi. Cô-lô-se đoạn 1 câu 6 thì nói thêm cho chúng ta như thế này: đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian là kết quả và tấn bộ như trong anh em từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn của Đức Chúa Trời và học cho thật biết ơn đó.
từ ngày anh em đã rao để nghe rao truyền ân điển của Đức Chúa Trời. Đạo được rao truyền trong thế gian là ân điển của Đức Chúa Trời, hay nói khác hơn là đạo ân điển đó, tin lành ân điển. Từ ngày anh em đã nghe tin lành ân điển, anh em tiếp nhận nó, và bây giờ anh em học cho thật biết ân điển của Đức Chúa Trời. Thầy đang chia sẻ cho anh em đây. Anh em đã nhận một tin lành ân điển, và bây giờ anh em được học thêm để biết rõ hơn nữa về ân điển của Đức Chúa Trời. Người ta cứ dạy toàn là luật pháp không à. Phải làm lành, phải lên giữ. Đừng làm này, đừng làm kia, đừng làm nọ. Không thì Chúa phạt. Chúa phạt. Giải, lên tòa giảng cứ giảng vậy không. Trong đây Phao-lô nói rằng là nhận tin lành ân điển và sau đó là học cho thật biết ân điển đó là như thế nào trên đời sống của chúng ta. Ân điển là một thân vị, ân điển hành động trên đời sống chúng ta, và ân điển ban cho chúng ta những điều ở trong tin lành. Tin lành là tin lành của ân điển Đức Chúa Trời. Học cho thật biết ân điển đó. Lúc đi giảng tin lành đó, có nhiều người lúc đi giảng tin lành đó, ô tin Chúa là được cứu thôi, không cần phải làm gì hết, tin Chúa là được cứu thôi. Lúc họ giảng tin lành thì họ đang giảng tin lành ân điển. Và khi người ta được cứu rồi thì họ chất gánh nặng lên người ta. Chất gánh nặng lên người ta. Họ nói rằng là nếu không làm điều này Chúa phạt, không làm điều kia Chúa phạt. Chúa không có thèm nhìn mặt ngươi. Làm cho người ta làm cảm thấy mặc cảm và sợ hãi. Giảng tin lành thì ân điển. Nhưng mà sau đó dạy người ta là dạy về luật pháp. Không còn ân điển. Ở đây thì nói rằng là nghe tin lành ân điển và sau đó là học cho thật biết ân điển đó. Trách nhiệm cho người mục sư, những người giảng dạy phải giảng cho người ta biết ân điển của Đức Chúa Trời. Thời kỳ này là thời kỳ của ân điển, không phải là thời kỳ của luật pháp nữa. Thời kỳ luật pháp đã kết thúc, bây giờ bắt đầu thời kỳ ân điển. Sau thời kỳ ân điển là tới thời kỳ phán xét, mà chúng ta thì đang ở thời kỳ phân ân điển. Trong công vụ đoạn 4 hay là Roma đoạn 4, kỳ hiện nay là kỳ thuận tiện, kỳ hiện nay là kỳ cứu rỗi. Chữ kỳ hiện nay là kỳ thuận tiện là chúng ta dịch. Thật ra là kỳ hiện nay là kỳ chấp nhận. Kỳ mà Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta, dù chúng ta là một tội nhân thì Đức Chúa Trời vẫn chấp nhận chúng ta. Đến với Ngài là xóa hết tội lỗi. Kỳ hiện nay là kỳ chấp nhận và kỳ hiện nay là kỳ cứu rỗi. Chứ không phải là hiện nay là kỳ phán xét, cũng không phải là kỳ luật pháp. Luật pháp không có chấp nhận. Cũng chưa phải lên kỳ phán xét nữa. Trong tích đoạn 3 câu 7 thì nói gì? Hầu cho chúng ta nhờ ân điển Ngài được xưng công bình, trở nên con của con kế tự của Ngài trong sự trông cậy về sự sống đời đời. Chúng ta nhờ ân điển mà chúng ta trở thành con. Trở thành con kế tự, trở thành kẻ kế tự, kẻ hưởng gia tài. Có một cái bộ phim đó là Người Thừa Kế. Có một cái bộ phim ghi là Người Thừa Kế. Chúng ta là những người thừa kế, mà không phải thừa kế gia đình ở đời này, mà chúng ta thừa kế gia tài của Đức Chúa Trời. Bởi ân điển, ở Kinh Thánh nói rõ nè, nói rất là rõ. Hầu cho chúng ta bởi nhờ ân điển của Ngài mà được xưng công bình, trở nên kẻ thừa. Như vậy thì nhờ ân điển mà chúng ta được trở thành kẻ thừa kế. Rồi chúng ta còn trông cậy vào sự sống đời đời và cơ nghiệp đời đời chúng ta thiên đàng. Câu 12, Hebrew đoạn 12 câu 15 thì nói rằng có, hãy coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển. Có kẻ trật phần ân điển nha quý vị. Coi chừng cái kẻ trật phần ân điển. Có nghĩa là có những người mà coi như đã tin rồi mà bây giờ thì bị trật phần ân điển. Hoặc là những người Do Thái, những người Hebrew là coi như là ân điển đã đến rồi, ân điển đã đến trên trần gian này rồi mà cứ đi theo luật pháp và không chấp nhận ân điển thì trật phần ân điển. Chúng ta được nghe giảng tin lành, chúng ta nhận tin lành bởi ân điển mà sau đó chúng ta cậy việc làm thì chúng ta cũng trật phần ân điển luôn. Mà khi chúng ta trật phần ân điển thì chúng ta cảm thấy gì? Cảm thấy rễ đắng châm ra, cảm thấy là coi như là trở nên ghen ghét, ganh tị này kia đủ thứ. Một người mà đầy dễ ân điển rồi thì tự nhiên thôi, người đó có một tấm lòng nhân ái vị tha, bởi vì ân điển cai trị trên chúng ta chứ không phải là luật pháp cai trị trên chúng ta. Nếu luật pháp cai trị trên chúng ta thì tội lỗi nó sẽ hành động, nó có sức mạnh của nó để hành động. Còn ân điển cai trị trên chúng ta thì đem lại cho chúng ta những phước lành,
biến đổi cuộc đời chúng ta. Giống như Roma đoạn 4 câu 16 nói gì? Tội lỗi không còn cai trị trên anh em đâu. Anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, chỉ thuộc dưới ân điển. Tội lỗi không cai trị anh em. Kẻ nào mà trật phần ân điển nằm ở dưới luật pháp thì sẽ là bị tội lỗi cai trị, sinh lòng ghen tị, ganh tức, vân vân. Ô uế. Kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế nhiều anh em, nhiều phần anh em. Đấy. Trật phần ân điển là dễ bị cay đắng đến ô uế. Rồi. Hebrew đoạn 12 câu 28. Như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Đó. Phaolô nói chúng ta có một phần ở trong nước không hay rúng động là nước Đức Chúa Trời đó. Nước Đức Chúa Trời không bao giờ rúng động, thế gian này sẽ bị rúng động và qua đi. Nhưng nước Đức Chúa Trời không bao giờ rúng động. Rồi ông nói nên hãy cảm ơn. Thật ra là trong bản kinh thánh tiếng Anh nói là nên hãy có ân điển. Hãy có ân điển của Đức Chúa Trời. À, hầu cho nên lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Một người mà có ân điển ở trong lòng mình thì tự nhiên sẽ kính sợ Đức Chúa Trời. Một người không có ân điển trong lòng mình thì họ không kính sợ Đức Chúa Trời. Họ ra vẻ kính sợ Đức Chúa Trời nhưng mà bên ngoài họ khác. Họ vào hội thánh họ kính sợ Đức Chúa Trời, họ ra ngoài ở trong gia đình, ở trong xã hội nó khác. Còn một người mà có ân điển Đức Chúa Trời thì tự nhiên sẽ kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên ông nói rằng là hãy có ân điển hầu cho lấy lòng kính sợ Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời. Hầu cho có nghĩa là có ân điển thì sẽ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Hầu việc Đức Chúa Trời đẹp lòng Ngài. Hebrew đoạn 13 câu 9, anh em chớ để mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình vì lòng nhờ ân điển được vĩnh bền, ấy là tốt. Chứ không phải nhờ đồ ăn là sự chẳng ích chi cho anh em làm như vậy.